Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, ok anh em ơi, chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với sự kiện cực kỳ ngon vào thời điểm hiện tại. Đó là sự kiện Ganassi, giải ngân hà F2. Và ở đây thì... Má, vừa rồi nó có jackpot đúng không? Rồi, rồi chắc là tôi đéo số và tôi ăn được quả jackpot thôi anh em ạ. Săn thử một lần nhá, thế đợi săn thử một lần đi. Tầm bao nhiêu nghìn là vào săn là đẹp nhỉ? Tầm mấy nghìn, 10k là vụt à? Thật ra là ngày hôm trước là tôi cũng làm tí jackpot. À làm tí gì nhở, 8.000 thẻ mà tôi vào bi lắc rồi đấy. Thì hôm nay tôi sẽ gộp đôi vào đây nhá. Lâu thế nhở, 6.000 đợi lâu đấy nhở. Tập này nó chậm hơn so với cái thời điểm trước nhá. A few moments later. Rồi anh em ơi, 8.000 rồi này anh em này. Chắc là mình cứ chơi dạo dần đi anh em nhá. Chúng ta sẽ cùng săn tí jackpot ở cái sự kiện này. Thằng vừa rồi nó săn là 13.000, nó đã bú được rồi. Thật ra là mình cũng đang nhiều FC, mình cứ chơi tạm đi cho nó đẩy nhanh tiến độ. Rồi làm phát nữa đi. Chứ thời điểm này chắc là mình nghĩ là cứ vụt 50 phát là đẹp. Rồi lên 9.200 rồi. Đừng dạo anh ạ, dạo tí không đủ á. Dạo 2 phát luôn mà. Thế đợi nhá, đúng 10.000 vào nhá. Đúng 10.000 tôi vào, có cần F5 không anh em? Rồi tầm này anh em vào đang căng tay này. 19.000 mới lỗ thì chết dở luôn đấy. Rồi 10.000 này, 11.000 nó vào này, ok. Rồi vào lần đầu này. Rồi ok, lần 2. Ok, lần này tôi vào căng tay luôn đấy. Lần 3. 13.000 rồi này, 13.000 chưa lỗ này. Lần 4, 14.000 chưa nổ này. Rồi, lỗ rồi, tôi chưa. Không phải tôi à? Đéo ổn rồi, thằng khác nó bú tôi rồi. Thôi kệ đi anh em ạ, số tôi đéo ăn được jackpot rồi. Ma Jugend Club kìa. Bú quả jackpot của tôi, cay thật. Rồi không sao anh em ơi, từ từ, chúng ta vẫn lo được sự kiện này đấy. Rồi, mong là đủ nha. À đủ anh em mà còn dư luôn mà. Vẫn còn dư luôn này. Rồi đủ anh em ơi, tôi làm quả vòng lên tới 2.600 luôn, mát luôn anh em ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lựa chọn những nhân phẩm mà chúng ta sẽ lựa nhá. Ở đây có thể chọn được hai món quà này. Có FC, rồi cứ vụt cộng 8, có vụt cộng 8 anh em vụt nhá. Review gọi là sâu cho anh em về cái sự kiện này. Rồi, đây. Thôi cứ cộng 8 là mình vụt thôi, ưu tiên những hàng cộng 8 mà vụt. Có LL là ưu tiên. Được chưa ạ? Đi để trở về FS, NG. Rồi lại FS đi. Lại có LL là vụt 8 thôi anh em. Có LL này. Ở đây thì SPL LL vụt luôn quả này đi. Tiếp đó 102 LL. Ưu tiên anh em cứ vụt LL thôi. Cố gắng săn được một con rô. Một con rô của mùa League of Legends đi. Để cho anh em choáng váng. Ờ nhờ. Để ý quả HG này. Ờ nhờ, HG 7 đến 8 à. Tôi cứ tưởng là mùa đi để trở về. Đéo ổn rồi, gói mới luôn này. Chốt lại được không? Thôi hỏng rồi, quên. Đéo để ý luôn anh em ạ. Thôi đi để trở về 7 đến 8 này cũng được rồi. Rồi LL. Tại vì cứ để ý LL thôi. Bây giờ nó đã ra mùa HG rồi, mình không để ý luôn ạ. Ngu thế nhở. Đây là gói này đi. HG đéo lấy luôn, chịu thật. Đen rồi, LL 6 đến 8 này. Cái này lấy gói Việt Nam á. Đây, gói này nữa này. LL tiếp này. Mà thôi sao anh em ơi, tôi nghĩ là con HG, HG 7 thôi. Mà chắc là miền núi thôi, chắc cũng không ok lắm đâu. Anh em cũng không phải tiếc làm gì cả. Đây, LL 8 này. Ôi, tính ra cái gói này được chọn nhiều thẻ nhờ. Ờ, icon chỉ định. Icon DM này. LOL, gói này chọn cái gì đấy? Cái này chọn LOL hay là chọn FA hay là chọn cái này cuối này nhở? 104 à? À, cái thứ 3 à? Ok, thứ 3 đi. Nghe em tiếp nào. Rồi, cái này thì sao? Cái này thì có RTN BTB này. Hay là vẫn cái cuối nhở? Cái cuối cộng 8 nghe ok hơn đấy. Ok, 105 cơ mà. Thế gói này là lấy gì? Gói này lấy HG hay là lấy đi để trở về đây? À, LL đây. Quả HG mùa mới này mà vụt mấy con kiểu HG net thì cũng... HG hay là LL nhở? HG làm content à? HG lỏ á? Hay làm tí content được không? Đéo biết đâu là tôi lại mở đỏ. LL đi á. HG nhiều rác lắm à. Tôi nghĩ là kinh nghiệm mà anh em đã từng xem thì chắc là HG hơi đều đúng không? LL nhá, thôi lấy LL đi. Quyết tâm này săn con rô béo anh ạ. Rồi, đây rồi anh em ơi. Cuối cùng thì tôi đã nhận xong tất cả những gì mà tôi mở về ở gói này. Đầu tiên là chắc là tôi mở BP đi nhở. Không biết là cái sự kiện này BP có nhiều không. Bây giờ tôi đang hơi nghèo, có được 1.400 tỷ thôi. Giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khởi nghiệp với 1.400 tỷ này nhá.
Rồi 2.700 tỷ. Lần thứ nhất. Tính ra còn nhiều BP thế nhở. Cũng khá nhiều nha. Cái này là mình kết hợp với cả Bilac, nên là mình cũng không rõ là số BP chuẩn xác là như thế nào nữa. Vì hôm trước là mình cũng quay một nửa vòng Bilac rồi. Rồi. Uầy vai à. Tổng cộng tôi mở được đâu đó hơn 10.000 tỷ BP tươi cơ à. Khiếp quá nhở. Rồi bây giờ mới là gói thẻ này. Rồi làm khoảng từ 3 đến 8 khởi động cái nào. 3 đến 8 khởi động cái xem là tình hình nước non như thế nào nhở. Mở nhanh nhanh em nhá. Mở nhanh. Ra vấn đề nhanh luôn. Rồi làm quan cộng 8 đầu tiên. Scotland Mark Tommy này không phải. BTB đắc nít. Đã bị đòn đá scan 10.000 đồng. Mark Kenny đắc nít luôn mà. Dã man thật được của nó đấy. Bú luôn. Bú luôn ngay ở pha mở thẻ đầu tiên mà đây là mở rác nha. Ui cái gì nữa? Cái gì nữa? Trời ơi nó còn có ma thú ngay phía sau luôn mà. 800, 700 là 1.500 tỷ trong tuần mở thẻ này. Cái gì? Boza Garcia-R. Ui vua bãi rác, vua bãi rác. Rồi vào tí đi nào. Vỡ trận rồi, vỡ trận rồi. Quả này vỡ trận thật rồi. Rồi. Rồi đây, 6 đến 8 có LL. Đây rồi, lửa. Vidic. Không. Vlahovic à? À, Jovic. Em biết mở gói nào thì gói nào. FS99 cộng. Rồi vụt nào. Cứ mở dần dần thôi anh em ạ. Cứ dần dần thôi. El Nino đá Wiscan 10.000 đồng. Hero anh Tú Minh. Ok El Nino. Anh đây bỉ. CB là Vân Tông Gen rồi. Ba nho. Không ngờ Tây Ban Nha đá vã đái thế nhở. Cho Quartia sách mặt luôn ạ. Ghê thật. Đập quả như thế thì kinh rồi. Em dự đoán 20 mà ba không có thưởng gì không anh? Thưởng gì nữa em? Thưởng gì nữa em? Và đây là một con hàng của Tây Ban Nha, Ozan Zaban. Rồi tiếp tục nào, chúng ta sẽ đến với BTB 98 cộng. Vụt. Ukraine. Ma FA à? À, quả này tí min luôn nha. Konopienka. Rồi chúng ta làm quả này đi. Ui sao 4 gói này luôn cơ. Quả linh cap 97 cộng BTB. Mình có tận 4 gói. Tôi mở luôn cả 4 gói cho nó nhanh nào. Mở nhanh. Ui. Quả này lửa này. Ui Pháp. CM người Pháp. Mùa FA. Mà FA mùa của tuyển Pháp thì thằng đéo nào. Rabiot này thì đáng gì tiền nhở. Nhìn xấu thế à, Rabiot kìa. Đéo ra cái đống món gì nào. Đây làm quả này đi nào. Từ 7 đến 8 này xem nào. Quả này phải ra được quả 8 cái cho nó khí thế đi. Chứ từ nãy giờ mẹ mở cảm giác nó chưa được suôn sẻ lắm rồi đấy nha. Quả 7 đến 8 HG này nè. Rồi 3, 2, 1, trời. Lại đắc nít to nhất sự kiện thì đúng là nhục nhã đấy nhở. Quả này mà đắc nít to nhất sự kiện thì đúng là không biết nhìn mặt vào đâu luôn đấy. Ronaldo. CM à? Martinunek à? Đúng rồi Martinunek. Con này cũng ok nha. Một con hàng cộng 8 của mùa SPL như thế này là cũng là được rồi. Không đến nỗi lắm nha. Rồi ok vụt. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với gói này, hai gói này thì hơi to rồi. 96 à? LLON đấy xem nào. Ok. Đọc quả lệnh chuẩn đét này. Rồi lửa. Essien à? À, Roy Keane à? Tôi nhẹ nhàng ấy nhở. Roy Keane 1.200 tỷ nó đến với tôi nhẹ nhàng thật sự luôn ấy. Tôi cứ tưởng cờ bờ biển Nga. À đây là cờ của Iceland. Nó nhẹ đấy nhở, nhẹ ấy nhở. Đọc quả lệnh chớ thật. Rồi tiếp tục nào, LL từ 6 đến 8. Bú tiếp một con cộng 8 nữa tôi. Lửa. Ok đẹp. Đức. Tiền đạo người Đức Closer rồi. Chà bố thằng Closer này, ta đéo muốn nhận mày luôn đấy. À Gomez luôn á. Chà Gomez nữa. Cộng 8 ra được rồi mà ra Gomez. Chào thua chúng mày. Cày thế nhở. Đây vẫn còn mấy con nhỏ nhỏ này. Chớ thế. Tây Ban Nha ba nhảy nhở. Bonisai thì bé quá.
shopthẻ365.com, web bán thẻ chiết khấu cao lên tới 7%. Anh em còn có thể đổi cả thẻ cao sang tiền mặt một cách an toàn và uy tín nhất. Link chi tiết dưới phần mô tả. Ok, làm gói này đi. Chúng ta sẽ đến với hai gói của mùa SPL Legendary cộng 8. Min là 116. Và anh em biết tôi rồi đấy ạ. Tính tôi không bao giờ thích mở min. Rồi, quả này đọc lệnh chuẩn này. Tuyển Anh. CB Tuyển Anh. Tomori. Tomori. Tomori đến luôn mà. Và đó là 1.000 tỷ tiếp theo dài cho I Love. Nói gì nữa? Kế đó ngay phía sau là Fabio Vieira. Ui, mở quả 2 con 119, nghe khét chưa? 101+ mà ra quả 2 con 119 là dã man đấy. Rồi làm quả này đi anh em ơi, 102+. Tầm này nó phải quả 102 này nó phải lên tầm khoảng 120-121 đấy. Hôm nay hết min rồi. Rồi lửa nào. Bô. CB à? PP. Nhìn quả vị biết PP không min nha. Không min một tí nào luôn nha. Nếu anh nghĩ mà Quartia thu bạc nhược như vậy luôn ấy. Rồi tiếp nào. 99+. Chúng ta sẽ có Anh. LB thì khó rồi. Thằng này thằng miền núi nào đây? Mitchell. Vẫn không min nha. Vẫn đảm bảo cho anh em là một trong những người mở chưa min vào thời điểm hiện tại. 2 con 110 này vụt đốt đi. 100+ thì min 115 thì thôi min cũng được. Quả này thì tao min, tao nhận min quả này. Để tao còn đầu tư cho những gói thẻ khác. Tao nhận min gói thẻ này, ok 115 xin nhận luôn đấy. Rồi lấy 115 thôi, không lấy nhiều nha, ok. Rồi ok, mừng luôn mà, 115 tôi thích. Ok, hai thằng 115 luôn mà. Gói thẻ này là tôi muốn nó ra. Vì chúng ta đã xuống chó rồi thì bây giờ chúng ta sẽ phải lên voi. Đã xuống chó rồi thì voi lên thôi, ok gói này đây. 104+. Có Icon The Moment và rất nhiều những gói thẻ này thẻ cộng 8. 104 min là 119 hoặc là Icon The Moment. Tầm 121 là đẹp đấy. Đúng chưa ạ? Đúng rồi, lửa. Pháp. CDM. Má ra Kante à? Kante 120, 800 tỷ à? Nghe có vẻ là hơi yếu quá không nhỉ? Hai con cỏ cỏ này thôi ra đi luôn đi nhở. Nhìn hơi vướng mắt đấy. Cận min à? Vẫn chưa min nha. Mong min mà chả được. Rồi, gói lại trang min rồi anh ạ. Pháp lại Pháp. CB thằng nào nhở? Leng lê luôn, tao chịu mày đấy Leng lê ơi. Giờ vẫn còn mặt mày luôn hay sao à? Leng lê sắp toàn ra min đúng không? Đây này có quả 6-8 đi để trở về này. Quả vía này mở quả cộng 8 nó mới là nét. Rồi hy vọng đây là lửa nha. Quả này lửa là ra vấn đề với tôi đấy. Còn mày chứ không lửa luôn mà. Lại còn thằng insert tốc được chứng khoán gì nữa đây. Hết thẻ rồi à? Nhanh vậy. Rồi 5-8 thử thế nào, mồi nhẹ em nào. Đây rồi. Hà Lan. Semo. Gullit. Ma phơ luôn mà. Chó này. Bố mày giật mình vào cửa Hà Lan CM luôn. À đây vẫn còn nhiều ấy chứ. E21. Ferdit. Rồi ok, làm bon Tây Ban Nha. Ferran Torres à? Ferran. Lại còn đéo được Ferran Torres cơ. Và đó là Sarabia. Gullit mùa đấy như CM hay sao nhở, đúng không? Toàn vào 6-8 này thì mở nó không vui vẻ lắm đâu. Hết rồi hả anh em? Ui dồi ôi, nó cũng gắt thích con mẹ rồi anh em. Từ nãy giờ tôi tưởng mở, tôi cũng mới mở thôi, hóa ra bây giờ nó cũng đã kiệt rồi đấy. Đây mở gói này trước nhá. Này vào dưới này đi. Cũng gần hết rồi anh ạ. Đúng rồi, Gudeb là CM mà, tôi nhớ luôn mà. 6-8 cho tao con 6 luôn mà. Bắt đầu tín hiệu đỏ nó trở lại này. Rồi 102+. Min là 117. Và đó là Brazil. À, thằng Demiro à? Có Ibanez đúng không? Nhớ nhầm Ibanez. Ngay là Ibanez.
Rồi min rồi, may quá min rồi anh em ạ. Gói này vẫn chưa phải là gói ngon nha. Đây mới là gói mà tôi muốn nó ngon đây này. Đây mới là cái gói mà tôi muốn nó ngon đây. 102 cộng. Với sự góp mặt của Legendary và SPL. Rồi lặn của cờ Brazil là bú thôi. Brazil chốt. Cái gì 117 nữa anh em. Đừng nói câu 117. Rồi ra vấn đề tuyển Anh. CB Tomori. Chà bố, cái thằng Tomori này hai lần gặp mày rồi đấy Tomori ơi. Nhưng mà nó cũng may chán anh em ạ. Một con hàng mở được 1000 tỷ như thế này là một sự hạnh phúc rồi. Làm đãi tí quả rác này đi nhờ. Đãi quả rác này biết đâu ra quả. Rồi 14 quả rác này cái. Mồi đi anh. Mồi Aero à. Đây là lửa. Fan cao. Không phải. Còn không phải là fan cao. Mà đó là Sinitera. Nhìn giống Vinhot thế nhở. Cứ tưởng Vinicius ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở lốt đi anh em ơi. Giờ chỉ còn hai gói ngon nữa thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với gói này. Gói 100 cộng 105 cộng. Gói này sẽ min là 120 các bạn nhá. Tôi nghĩ là khoảng 122. 122 ở gói thẻ này thì anh em nghĩ sao nhỉ? CR7 BTB cộng 8 hoặc là Rudiger của mùa SPL cho tôi đi. Lửa Brazil. Tiền đạo của Brazil SPL là thằng Richarlison rồi. Má 120 min luôn mà. Cay thế nhờ. Min con mẹ luôn mà. Lần này mà ra De Lima thì tôi không biết là phải làm sao đây. Tôi rất mong là De Lima đến chơi tôi ở pha bóng này. Đây là pha mở thẻ gần như là cuối cùng rồi. Pele ơi đừng nói câu Pele anh em ơi. Vua bóng đá người Ghana thì chịu tôi đấy. 104 thì không có Zola. Gói thẻ này thì tôi đang rất mong là có thể ra được một con De Lima hoặc ít nhất là Andriy Shevchenko. Hai trong số những tiền đạo mà tôi rất mong ở gói thẻ này rồi. Chúng ta sẽ đến ngay với gói thẻ chung kết với sự kiện Ganassi này. 104 cộng. Chơi Brazil đi. Xin cho tôi một con hàng Brazil hoặc thậm chí là Ukraine cũng được. Brazil Chabungkun à. Má nó đen luôn mà. Điện thoại người Hàn, quả cờ Hàn kìa, nó chớ luôn mà. Nhìn quả cờ Hàn chớ luôn mà. Cay thế nhờ. Thế thôi tạm tạm anh em ơi. Rồi tổng kết lại đã nào. Tổng kết lại rồi chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút nhá. Tổng kết lại thì chúng ta cũng có đâu đó khoảng 10.000 tỷ BP tươi. Nhưng mà đó là một lửa. Một 8.000 FC mình đã chơi cùng với Bilac lần trước rồi. Còn những gói thẻ thì mình nghĩ cũng không phải là tệ lắm. Chakin, hai thằng này là 3.000 tỷ. Tomori là 2.000 tỷ, 5.000 tỷ. Richard 1.000 là 6.000. 6.000 này, rồi là 7.500. 8.500. 9.000. Nói chung là cũng 9.000 tỷ. Tầm tầm đó tiền thẻ. Đã bị đòn đá WeScan 10.000 đồng.